Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục Trending của Gia Đình Việt. Tối ngày 13 tháng 5, Denvo đã chính thức trở lại đường đua V-pop với sản phẩm mới mang tên Trốn Tìm. Ca khúc đặc biệt còn có sự góp giọng của nhóm nhạc đình đám một thời MTV. Không quảng bá rầm rộ trước thềm ra mắt, Trốn Tìm như là một món quà đặc biệt mà Den đã ấp ủ dành tặng những khán giả của mình, phát hành ngay đúng ngày sinh nhật của mình. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm đã được netizen đánh giá là siêu phẩm mới của Denvo sau một khoảng thời gian dài. Ca khúc thành công nhờ ca từ quá đỗi thấm thía, khiến nhiều người nghe đồng cảm và thích thú. Từng câu từng chữ trong Trốn Tìm đều ẩn chứa những nét ẩn dụ, mỗi người có thể hiểu theo một cách khác nhau. Đặc biệt, phần thể hiện của nhóm MTV càng truyền tải thành công sự sâu sắc mà sáng tác của Den mang lại. Có thể nói trong một thị trường showbiz sôi động, nhiều chiến lược và không thiếu những chiêu trò, sản phẩm của Denvo dù giản dị nhưng vẫn đủ thú vị để làm khán giả tò mò. Và MV Trốn Tìm cũng là một sản phẩm như thế. Dung dị, duy mỹ và chân thành. Trò chơi Trốn Tìm lần này được diễn ra trên khung cảnh như một bức tranh mang nhiều hoài niệm với đồng cỏ thênh thang, đàn cừu non ngơ ngác và đồi núi chập trùng. Denvo hóa thành một tán cây, nơi những đứa trẻ thường lấy làm chỗ để bịt mắt, đếm số khi chơi trốn tìm. Tán cây ấy lặng lẽ chứng kiến hành trình một cô bé từ ngày thơ ấu cho tới khi trưởng thành và trải qua những hạnh phúc lẫn chia lìa của chuyện yêu đương thường tình. Denvo có thế mạnh đặc biệt về sáng tác lời với kỹ thuật dùng từ, đặt câu, sử dụng hình ảnh để ví von, so sánh thuộc hàng cao thủ trong làng rap. Nhưng cái duyên riêng của Den là ở chỗ kỹ thuật đấy nhưng vẫn đủ uyển chuyển, mềm mại để lời tâm sự ngấm dần và ngấm sâu. Ở Trốn Tìm, một lần nữa Denvo đã chứng minh tiếng Việt đẹp và giàu sức gợi như thế nào khi để mô tả vết thương lòng bị người yêu bội bạc, Den viết. Hệt như là Beckham vậy, em chỉ giỏi cớ lòng nhau. Hay khi chàng trai nhận ra cô gái đã không còn yêu mình nữa, tín hiệu là cách xưng hô trống rỗng ê. Rapper ví von thành. Vì cách mà em gọi anh, không có u và thiếu y dài. Như vậy nội dung MV có thể được hiểu rằng khi còn trẻ, chúng ta không biết thế nào là trân trọng vì sự vô tâm của chính mình mà đánh mất đi những người thật sự yêu thương chúng ta. Đến khi hiểu ra được thì chúng ta cũng đã đánh mất họ mãi mãi rồi. Trốn tìm. Để hiểu tường tận câu chuyện thì đầu tiên phải đề cập đến câu ca dao vườn hồng đã có ai vào hay chưa trước, vì xuyên suốt bài hát luôn xuất hiện một cái vườn. Vậy thì cái vườn ở đây chính là trái tim của cô gái. Còn cái cây, Casey, chính là chàng trai sẽ đồng hành cùng cô ấy trong mỗi giai đoạn của người thiếu nữ. Thật sự Den và đạo diễn đã lồng ghép rất nhiều hình ảnh và MV cũng như bài hát và dựa vào những chi tiết và từng câu hát trong MV thì có thể hiểu như sau. Đầu tiên, có một cái cây trong một cái vườn, chàng trai thứ nhất xuất hiện, lúc cô gái còn là đứa trẻ, hai đứa là bạn của nhau, cùng nhau chơi trốn tìm. Ở lứa tuổi nô đùa vô lo vô nghĩ ấy thường sẽ gắn liền với những suy nghĩ và hành động vô tâm. Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Chàng trai thích cô bé, khi cô bé trốn thì tìm bằng được cô bé. Đến lượt chàng trai trốn đi, cậu trốn quá kỹ, cô bé tìm không ra, thế là cô bé chóng chán, bỏ đi, không tìm cậu nữa. Nhưng cậu bé vẫn cứ đứng tại chỗ, chờ cô bé tìm ra mình. Thế là đứa bé bị bỏ quên, mất dưới gốc cây. Hình ảnh tấm vải trắng bay bay trên thân cây và những đóa hướng dương được cắm xung quanh cái cây ẩn dụ cho sự ra đi của thằng bé. Tiếp tục ở câu có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em, chàng trai thứ hai xuất hiện vào lúc cô gái ở độ tuổi xuân thì thích đọc tiểu thuyết và mơ mộng về tình yêu. Cũng chính vì sự ép và rụt rè của cái lứa tuổi 16 đến 17 nên chàng trai thứ hai vì thế mà không xuất hiện trong MV, chỉ được đề cập thông qua lời kể của chàng trai thứ nhất. Xen kẽ là lời chàng trai thứ nhất hồi tưởng về quá khứ của hai người vì có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm được lặp lại nhiều lần, luôn là hình ảnh của chàng trai thứ nhất và cô bé. Ta đào những cái hố mà không biết có ngày bị lọt, có thể lý giải rõ tai nạn lúc bé của hai người như sau. Lúc còn nhỏ, hai người thường nô đùa dưới tán cây, họ đào những cái hố ở gốc cây như là căn cứ bí mật của hai người. Rồi một ngày, hai người chơi trốn tìm, cậu bé trốn dưới đấy và hy vọng cô bé sẽ tìm được mình. Nhưng cô bé lại bỏ quên cậu dưới hố, và khúc sau có đoạn tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tán cây im lìm như chứng thực một lần nữa cái chết của chàng trai thứ nhất. Các bạn có tự hỏi, tại sao cô gái vẫn vô tư sống như thế?
như chưa từng xảy ra chuyện gì mặc dù hai người là bạn của nhau. Việc này lại càng phù hợp vì lúc đó quá nhỏ để cô bé nhớ được nỗi đau mất đi người bạn. Vô tâm, vì vô tâm nên cô bé mất đi bạn, nhưng cũng nhờ vô tâm nên sự mất mát đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cô ấy. Cô ấy vẫn giữ thói quen ngày xưa, thường ra gốc cây, xem nó như là tri kỷ, trải qua tuổi trẻ mơ mộng của mình tại đó. Kế tiếp là một vài suy nghĩ của chàng trai thứ nhất về cuộc sống, về tình yêu. Không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có nhụy ngọt, tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Và nhiều lời tâm sự khác của chàng. Rồi chàng trai thứ ba xuất hiện, lúc cô gái vừa đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu và biết yêu một người thật sự. Nhưng ngày vui thường ngắn, cô gái đến tuổi lấy chồng và có vẻ như gia đình bắt cô ấy lấy một nhà giàu có nào đó trong vùng. Xây một ngôi nhà, thành gia, rất to, giàu có. Và khi lấy chồng, cô gái buộc phải quên đi những người yêu cũ, chặt cây, chẳng thấy vườn, trái tim cô gái trống rỗng. Chi tiết nhà em có cho anh không dám vào trông có vẻ không liên quan, nhưng thực ra lại là một gợi ý to lớn nữa của Dan. Từ đầu mình có nói chàng trai, đứa bé thứ nhất là hồn ma trên cây, thì khi chặt hết cây đi rồi, cậu bé mất nơi để trú thân, cậu bé càng không thể đến gần người mình thương, vì nhà cô ấy có chó. Tại sao lại có chó? Vì các truyền thuyết đô thị đều kể, chó có thể xua đuổi tà ma. Màu MV cũng như thời tiết thể hiện diễn biến tâm trạng của chàng trai thứ nhất. Vàng sáng, vàng đậm, xanh xám. Nắng chan hòa rồi nhiều mây, rồi mưa. Và khi chàng trai suy nghĩ thông suốt, buông bỏ được cô gái thì màu MV lại vàng đậm và chan hòa ánh nắng trở lại, nhưng cũng man mác buồn. Cuối MV, cô gái mặc chiếc váy đen, tóc búi thể hiện sự trưởng thành và xách chiếc vali thể hiện cho cuộc hôn nhân tan vỡ, không có nơi nương náu. Lúc này cô nhớ về quá khứ, chủ động đi lại cái cây ngày xưa, hiện giờ chỉ còn gốc cây. Nhưng đã không còn ai chủ động rủ cô ấy chơi trốn tìm, không còn ai tìm ra cô ấy bằng được nữa rồi. Khi còn trẻ, chúng ta không biết thế nào là trân trọng vì sự vô tâm của chính mình mà đánh mất đi những người thật sự yêu thương chúng ta. Đến khi hiểu ra được thì chúng ta cũng đã đánh mất họ mãi mãi rồi. Được biết Dan Vâu đã lấy cảm hứng sáng tác Trốn Tìm khi nghe lại một số bài nhạc Việt thập niên 1990 và 2000 cũng là thời điểm âm nhạc của nhóm MTV gắn bó với nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X. Có hai cái cây trong một cái vườn. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về. Chỉ bốn câu hát nhưng khơi gợi nhiều cảm xúc, đủ để trở thành linh hồn của cả bài. Có thể nói, giọng hát vừa phóng khoáng, vừa có chút liêu trai của MTV là mảnh ghép hoàn hảo trong bản phối nhạc. Và đặc sản của Dan Vâu ngoài rap luôn là một đoạn điệp khúc ngắn, đầy mê hoặc như thế. Tóm lại, các MV của Dan Vâu không những luôn có nhiều ý tưởng thú vị, vừa đơn giản, tiết kiệm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn sự lan tỏa trên mạng xã hội. Không những thế, Dan Vâu còn là rapper hiếm hoi, luôn biết cách làm các cộng sự của mình trở nên nổi bật. Từ các ca sĩ chuyên trị nhạc trẻ thời thượng như Min, Chớt Tà Ti cho đến những cái tên khá mới như Thành Đồng, Linh Cáo, Phương Anh Đào và giờ là MTV, họ dường như tỏa sáng. Hiện tại chỉ hơn một ngày lên sóng, Trốn Tìm của Dan Vâu đã có hơn 5 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube và dự kiến con số sẽ còn tăng mạnh trong những ngày sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh Gia Đình Việt để cùng cập nhật những thông tin mới nhất nhé!